Bản tin ngày 10 tháng 7, Bayern sẵn sàng biến De Ligt thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử. Vượt giờ tiếc vì từng từ chối Liverpool, Bayern Munich sẽ làm tất cả để đưa Matthew De Ligt đến Allianz Arena ở mùa giải tới. Nhà đương kim vô địch Bundesliga chuẩn bị gửi lời đề nghị tổng giá trị lên đến 90 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro tiền mặt và 15 triệu phụ phí để hỏi mua trung vệ người Hà Lan. Marca đánh giá, đây là lời đề nghị khó từ chối với Juventus. Trước đó, câu lạc bộ Serie A tuyên bố sẽ để ngôi sao sinh năm 1999 rời đi nếu nhận đủ 80 triệu euro. Với mức phí này, De Ligt đã vượt qua Lucas Hernandez 80 triệu euro để trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Bayern, trong trường hợp phi vụ này được các bên thống nhất. Chưa dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Ajax có thể phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho một trung vệ trong lịch sử đang được nắm giữ bởi Harry Maguire, khi ngôi sao người Anh đầu quân cho MU với giá 87 triệu euro vào hè 2019. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới vừa đưa ra danh sách 7 nền bóng đá có các ngôi sao nên cân nhắc kỹ lưỡng về khoản lương thưởng nếu chuyển đến thi đấu, dựa trên mức độ gia tăng các vụ kiện tụng về hợp đồng và nợ lương cầu thủ. FIFA khuyến cáo các cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới nên hạn chế chuyển đến thi đấu ở 7 quốc gia trên thế giới. Hai nền bóng đá châu Á gồm Trung Quốc và Saudi Arabia nằm trong danh sách được cảnh báo đến các cầu thủ. Các câu lạc bộ Trung Quốc thường xuyên dính vào các vụ kiện không trả lương cho cầu thủ trong vài năm trở lại đây. Nhiều đội bóng chuyên nghiệp ở China Super League bị giải thể hoặc giáng xuống các hạng đấu thấp hơn vì phá sản trong thời gian qua. Năm 2016, sau khi có ý định rời Bayern Munich, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất tại trận chung kết World Cup 2014, Gosse, đã nhận được nhiều lời mời gọi từ các câu lạc bộ tại châu Âu, trong đó có Liverpool. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức đã quyết định từ chối tái hợp cùng người thầy cũ Jurgen Klopp để trở lại Dortmund với giá 26 triệu euro. Trong quãng thời gian tái ngộ Dortmund, ngôi sao sinh năm 1992 gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và gia nhập PSV Eindhoven vào mùa giải 2020. Nghĩ lại, Gosse cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu lựa chọn Liverpool.